Xin kính chào tất cả các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Chào mừng các em đã đến với chương trình dạy học trực tuyến của cô Tấm. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau học môn toán lớp 2, tập 1, sách kết nối tri thức với cuộc sống của nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Chủ đề 4, phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bài 23, phép trừ có nhớ số có 2 chữ số cho số có 2 chữ số. Hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau làm bài luyện tập sách giáo khoa trang 91. Cô mời các em mở sách giáo khoa, chúng mình cùng nhau làm bài nhé. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: tính nhẩm. Ở bài tập này, các em hãy vận dụng cách tính nhẩm trừ các số tròn trục mà các em đã được học để chúng ta làm bài tập nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Ở phép tính đầu tiên là 100 trừ 40. 100 ở đây hay còn gọi là 10 chục. 10 chục trừ 4 chục bằng 6 chục. 6 chục hay còn gọi là 60. Tiếp theo, 100 trừ 70. 100 là 10 chục. 10 chục trừ 7 chục bằng 3 chục. Tiếp theo, đó là 100 trừ 90. 100 là 10 chục. 10 chục trừ 9 chục bằng 1 chục. 1 chục chính là 10. Như vậy, chúng mình đã tính nhẩm được các phép tính trừ tròn trục các số trong phạm vi 100. Tiếp tục, bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau chuyển tiếp sang bài tập số 2 nhé. Các em nghe cô đọc bài toán. Bình xăng của một ô tô có 42 lít xăng. Ô tô đã đi một quãng đường hết 15 lít xăng. Hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng? Các em hãy quan sát bài toán và cho cô giáo biết bài toán cho chúng ta biết gì nào. Bài toán cho chúng ta biết bình xăng của một ô tô có 42 lít xăng. Bài toán còn cho biết là ô tô đã đi một quãng đường và hết 15 lít xăng. Vậy bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng? Muốn biết bình xăng của ô tô đó còn lại bao nhiêu lít xăng, chúng mình sẽ làm như thế nào? Bây giờ cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta trình bày bài giải vào vở ô ly nhé. Mời các em làm bài nào. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Bài toán hỏi, bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng? Chúng mình sẽ trả lời như sau. Bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là 2 chấm. Phép tính 42 trừ 15 bằng 27. Mở ngoặc, chữ lít viết tắt bằng chữ L. Đóng ngoặc. Đáp số thẳng dấu bằng 2 chấm 27 lít xăng. Ở đây, ở trong phần phép tính thì chúng mình đơn vị chỉ cần ghi chữ lít viết tắt, nhưng ở đáp số chúng mình ghi thêm là lít xăng nhé. Ở câu lời giải, các em có thể có câu lời giải khác như số lít xăng của ô tô còn lại là, cũng là một câu lời giải đúng, nhưng phép tính và đáp số thì giống nhau các em nhé. Như vậy vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 2 rồi đấy. Bài 2 giúp chúng mình củng cố về giải toán có lời văn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 yêu cầu như sau. Đây là hình các chú robot. Câu hỏi 1. A. Robot có thân dạng khối lập phương, ghi phép tính có kết quả bằng bao nhiêu? Các em hãy quan sát xem trong các robot này thì robot thân có dạng khối lập phương là con robot nào? À, các em ạ.
Thân robot có hình dạng khối lập phương, đó là robot đầu tiên có màu xanh đấy. Vậy chúng mình thực hiện tính như sau. Chúng ta lấy 46 trừ 28 xem được kết quả bằng bao nhiêu. Chúng mình sẽ tính được kết quả là bằng 18. Hãy ghi kết quả xuống phía dưới để chúng mình biết nhé. Vậy chúng mình đã trả lời được câu hỏi A rồi đấy. Câu hỏi B, robot nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất? Vậy muốn biết robot nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất thì chúng mình hãy thực hiện tính kết quả của hai chú robot còn lại để chúng mình trả lời câu hỏi nhé. Ở robot thứ hai, phép tính 50 trừ 14, chúng mình sẽ thực hiện là được kết quả là bằng 36. Ở robot thứ ba, phép tính 52 trừ 15, chúng mình tính được kết quả là bằng 37. Vậy khi chúng mình đã biết được kết quả của các robot này rồi thì chúng mình sẽ trả lời được xem robot nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất. À các em ạ, à, robot có phép tính ghi kết quả lớn nhất đó là robot thứ ba, phép tính 52 trừ 15 bằng 37 đấy. Như vậy vừa rồi chúng mình đã trả lời được là robot có dạng khối hộp chữ nhật có kết quả lớn nhất, đó chính là robot thứ ba đấy, có dạng khối hộp chữ nhật nhé. Vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 3 rồi đấy. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 4 nhé. Bài tập số 4 yêu cầu như sau. Tìm quần phù hợp với áo. Các em ạ, à, đây chính là các cái áo và ở dưới là các cái quần. Và trên mình mỗi chiếc áo là ghi phép tính đấy. Còn ở trên mỗi chiếc quần là số tương ứng với kết quả của phép tính phù hợp. Ở áo đầu tiên là mang phép tính 51 trừ 36. Đây là một phép tính mẫu có kết quả bằng 15. Chúng mình sẽ nối đến chiếc quần mang số 15. Như vậy chúng mình đã tìm được áo và quần phù hợp rồi đấy. Tương tự như vậy, còn chiếc áo màu vàng và chiếc áo màu trắng xanh, chúng mình sẽ tìm xem quần nào phù hợp với áo đó nhé. Bằng cách chúng mình hãy thực hiện tính kết quả trên mình mỗi chiếc áo và tìm quần phù hợp nhé. Cô mời các em hãy bấm dừng hình để chúng ta làm bài tập nhé. Cô mời các em quay trở lại màn hình, chúng mình cùng nhau chữa bài nhé. Phép tính 40 trừ 27 ở trên chiếc áo màu vàng có kết quả là bằng 13. Chúng mình sẽ nối đến chiếc quần màu xanh nước biển mang số 13. Phép tính trên mình chiếc áo màu trắng xanh là 32 trừ 18 có kết quả là bằng 14. Chúng mình sẽ nối đến chiếc quần mang số 14. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã hoàn thành xong bài tập số 4 rồi đấy. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi. Thân ái chào tạm biệt các em. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.